Hello tất cả mọi người, mình lại là Hoàng Kunka đây. Và đã lâu lắm rồi thì chúng ta mới quay trở lại cái series video dành cho Newbie. Và cụ thể nội dung của video lần này sẽ là Ngọc in game và cách dùng. Vì là cơ chế của Ngọc trong game nó đã thay đổi rồi nên mình phải làm lại một lần nữa. Nên nếu như mà anh em Newbie mà xem cái video này của mình thấy có ích thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào nội dung chính của video ngày mai thôi. Và trước khi nói về Ngọc trong game thì mình cũng đã từng làm 3 video về điều này rồi. Nếu như anh em chưa biết về Ngọc cơ bản thì anh em cũng có thể xem qua. Ngoài ra hôm nay có lẽ nội dung nó sẽ hơi dài một chút vì nó có rất nhiều vũ khí, nên là mình sẽ tạm thời mình làm 2 vũ khí trước cũng như là 2 vũ khí hơi khó đối với các bạn newbie. Đó là gậy và thương. Đầu tiên về vũ khí thương. Thương là một trong những cái loại vũ khí khống chế lâu nhất, đòn cũng đơn giản và không cầu kỳ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không nói về cách đánh mà chúng ta sẽ nói về ngọc của nó. Ngọc vàng của thương sẽ có hai cái ngọc vàng, đó là ngọc sóng trào và ở tiếng Anh thì là Razor Sweep, và ngọc này sẽ giúp cho anh em tăng 6% thủ cận chiến. Với ngọc vàng thứ hai đó là ngọc xuyên tâm cước, ngọc này sẽ giúp cho anh em tăng 4% sát thương và tên tiếng Anh của nó là Hurt Stopper Kick. Và cả hai viên này đều có cùng một cơ chế, và cho anh em nào chưa biết thì đó là cơ chế Dragon Strike của vũ khí dài. Và khi làm được Dragon Strike rồi thì sóng trào sẽ cho anh em đâm thương vào địch và xoay hút tất cả những kẻ địch ở xung quanh và đánh với đòn có bá thể màu vàng. Và xuyên tâm cước thì lại sẽ giúp anh em sử dụng được đòn Dragon Strike tới 2 lần và cường hóa đòn đâm trúng kẻ địch, sẽ khiến kẻ địch bị câm lặng, không thể dùng chiêu thức, không thể sử dụng F hay là V để có thể thoát ra được. Và đặc biệt hơn nữa là hai cái ngọc bạc này, sóng trào cũng như là xuyên tâm cước, có thể kết hợp được với nhau và tạo nên một cái bộ ngọc khá là bá đạo trong thao tác của vũ khí thương. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhắc đến viên ngọc tím của thương, đó là viên Erudition. Thì viên này sẽ giúp tăng 12% chỉ số máu, và nó cũng là cái viên ngọc chuyển hóa. Cái viên ngọc này là viên ngọc cơ chế mới, khi anh em sử dụng đòn xanh của cực phải trúng địch đến 8 lần thì cái viên ngọc này nó sẽ cường hóa cái đòn 3 của thương, đòn 3 cực phải thành một cái đòn đại thánh, là cái ngọc đại thánh ở phiên bản cũ. Bây giờ tiếp đến đó là ngọc của vũ khí gậy Stab hay còn gọi là côn dài. Với cái khoảng thời gian ra mắt chưa lâu thì côn dài vẫn là cái vũ khí hiện nay là vũ khí dễ chơi, dễ trúng thưởng và đam to khống chế tốt, khoảng cách an toàn giúp cho anh em như bài tận dụng tốt hơn trong game. Hai bộ ngọc vàng này của gậy sẽ là Ngũ Tình Thất Diệt và Định Hải Châm. Ngũ Tình Thất Diệt, cái tên tiếng Anh là Mercedes Havoc, sẽ giúp cho đòn đánh Dragon Strike của gậy khi mà các bạn thao tác chuột phải, nó sẽ trở thành một chuỗi đòn đánh ra quét và hất tung tất cả những kẻ ở trước mặt lên. Nó khá giống và nó cũng gần giống với lại viên long hổ khiếu của cô Nhị Khúc nếu như bạn nào chưa biết. Còn ngọc thứ hai đó là ngọc Định Hải Châm. Định Hải Châm tên tiếng Anh là Starion Sky Pillar, và sẽ giúp cho anh em tăng 6% thủ cận chiến. Ngọc Định Hải Châm sẽ giúp cường hóa đòn đâm thành đòn câm lặng tại chỗ, và tuy nhiên là nó sẽ khiến cho anh em không thể đâm côn tới trước mặt được nữa. Cái này thì nó cũng sẽ có hai mặt, và cũng như thương thì hai bộ ngọc này có thể kết hợp lại với nhau để khiến cho kẻ địch khó có thể tìm ra sơ hở để vào đòn. Và ngoài hai cái ngọc vàng này ra thì vũ khí gậy nó vẫn còn một số ngọc tím như là ngọc Ocean Battle. Ngoài ra thì còn một viên ngọc nữa là viên Jetting đâm côn, giúp cho anh em tăng 4% sát thương. Và cái viên này cũng là một trong những viên ngọc được ưu tiên dùng hàng đầu của vũ khí gậy, và là ngọc giúp cho anh em thay đổi đòn xanh từ trái thành một cái đòn trọng. Và đó là hai cái loại ngọc riêng của hai vũ khí thương và gậy. Và bây giờ chúng ta có thể kể đến những viên ngọc chung của cả hai, đó là viên Deering Song Hoàn Tảo. Và viên này thì sẽ giúp cho cả hai vũ khí là gậy và thương có cường hóa đòn 3 chuột trái thành đòn có thể gây câm lặng, và nó chỉ đánh được trong 2 lần thôi. Khi mà các bạn sử dụng hết 2 lần thì ngọc nó sẽ trở thành ngọc kháng cận chiến như bình thường. Tiếp theo đến là cái viên mà không thể thiếu khi mà anh em sử dụng một cái loại vũ khí, đấy là viên Đoạt Hồn. Thì ở đây hai vũ khí này đều là vũ khí dài nên là chúng ta sẽ sử dụng viên ngọc Đoạt Hồn vũ khí dài Long Handle Weapon Set. Và ngọc này sẽ giúp cho anh em giúp
cho đòn parry của anh em cường hóa thành cái đòn hồi máu và rất có lợi trong giao tranh và được dùng cho cả hai vũ khí là thương và gậy. Và mình nghĩ là nội dung của video có lẽ đến đây là nên dừng lại để chuẩn bị cho các video sau. Anh em newbie mới chơi mà xem đến đây thì thấy cái video của mình có hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để cho mình có thêm động lực ra những video lần sau nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.